Những ngày Tết Nguyên đán, khi người người nhà nhà đang háo hức sum vầy cùng gia đình, thì đâu đó vẫn có rất nhiều công dân phải ở lại mưu sinh nơi đất khách vì không đủ kinh phí về quê đón Tết. Lại thêm một mùa Tết nữa, chị Trần Thị Hương Sen quê ở Gia Lai vẫn chưa có cơ hội về nhà. Được biết, mức chi phí đi lại từ công ty về quê chị rơi vào khoảng 1 triệu đồng một người. Nhưng với thu nhập chỉ hơn 6 triệu đồng một tháng, thì lựa chọn về quê sẽ khiến gia đình chị không đủ chi phí trang trải những ngày Tết. Dạ, do về kinh tế là không xuống quá, nên là em cũng không có đủ điều kiện để đi về. Nên mà lại. Công ty cắt giảm. Dạ, công ty nó cũng ít hàng, cũng có đi làm nhân công tăng ca không gì hết. Nó cũng giảm biên chế bớt á. Cũng giống như chị Sen, gia đình chị Đào Thị Kim Loan cũng chọn cách ở lại trọ để mưu sinh dịp Tết. Do chỉ buôn bán nhỏ lẻ ngoài chợ là phải nuôi hai con nhỏ, nên dù đã cố gắng dành dụm, anh chị vẫn không đủ tiền để về quê đón Tết cùng gia đình. Đây đi kiếm thu nhập thêm buôn bán, tại vì ở đây đi bán những ngày Tết. Với chồng bệnh rồi bây giờ không có đi làm mới, chị xe được mấy bốn bữa nay. Nên ảnh muốn ở đây ảnh chạy mùa Tết kiếm thêm thu nhập. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, anh Võ Minh Phúc, chủ nhà trọ Thảo Ly tại huyện Cần Đước, động viên những công nhân ở trọ tại đây bằng quà và phong bao lì xì, giúp những người xa quê phần nào dơi bớt nỗi niềm nhớ nhà, thêm ấm áp tình người nơi xóm trọ. Năm nay thấy kinh tế cũng khó khăn, tôi có hỗ trợ cho mấy anh em ở trọ rồi á. Phần quà với 200 ngàn để ăn Tết, rồi gặp những hoàn cảnh mà khó khăn á, mà không có tiền đóng tiền trọ tôi có thể cho luôn. Rồi qua năm cũng không có tăng phòng trọ để giữ nguyên cho anh em có công ăn việc làm ổn định để thu nhập vừa đủ để đóng tiền phòng chứ không có tăng giá tiền phòng. Tết mà mấy người chủ nhà trọ cũng không có tặng quà, như là chỉ tới lấy thu tiền nhà trọ chứ không có tặng quà như anh Phúc bên này. Dạ, như anh nè, anh Tết, anh trên phát cho người phần quà, cũng người có quà ăn Tết, dạ, cũng vui mừng. Bên cạnh đó, các tổ chức công đoàn cùng các cấp chính quyền luôn quan tâm động viên người lao động bằng các hoạt động thiết thực, giúp cho những người con xa quê cảm thấy ấm lòng trong dịp Tết.